Chào các bạn, đây là khoảnh khắc rất đẹp trên khu phố của tôi. Đây là đúng cột mốc km 7, phường Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Khi vừa lên đèn và trên bầu trời thì trăng cũng vừa lên, con đường cũng vừa được bật đèn chiếu sáng. Đây là hướng đông các bạn, hướng đông thì có ánh trăng. Ta nhìn rõ mặt trăng vừa mới lên. Cảnh này thực sự đẹp, nó là cái khoảnh khắc rất đẹp của con đường cũng như khu phố tôi. Tranh thủ ghi lại những cái khoảnh khắc này, chia sẻ với quý vị và các bạn. Các bạn hãy quan sát và xem nhé. Thấy núi phía trước mặt là thấy núi đá. Buổi tối nó hình thành những vệt, những dãy hình ảnh màu đen. Trên bầu trời vẫn còn một chút ánh sáng của bầu trời phía hướng tây, màu xanh nhạt đấy các bạn. Đây là hướng tây nam đấy, hẳn là hướng tết phía hướng tây thì vẫn còn ánh sáng của mặt trời, màu xanh nhạt. Con đường đã bật đèn và các phương tiện giao thông cũng bật đèn sáng. Các bạn nhìn thấy lung linh huyền ảo không, rất đẹp. Tôi thích cái cảm giác này lắm các bạn. Và đang đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống con đường. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi thấy ở trong một ngày tại khu phố của tôi, cũng như là quê của tôi ở đất Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh này. Các phương tiện giao thông và mọi người vẫn đi lại nhộn nhịp, cấp tập trên đường phố. Ban ngày chúng ta nhìn đẹp mà một thì tối khi đèn ánh đèn lên, và khi mới lên đèn ấy, thì nó đẹp đến gấp 3-4 lần so với hình ảnh ban ngày. Tôi rất thích cái khung cảnh này, ngồi ngắm mà không biết chán. Và tự nhiên trong lòng mình có một cái cảm giác rất là xốn sang, rung động một cách lâng lâng. Chính vì thế tôi vẫn mang cái hình ảnh này chia sẻ lại cho quý vị và các bạn, những người ở đất Quang Hanh, những người con Cẩm Phả, vùng Quảng Ninh này đi xa để nhìn thấy cái hình ảnh đẹp của quê hương mình. Đây gần như là toàn cảnh của phường Quang Hanh các bạn ạ, gần như hết cả phường. Đây đang là thời điểm 18:50 các bạn ạ. Chưa đến 19 giờ đâu. Thì vẫn còn tí ánh sáng ở trên bầu trời. Nhưng mà trên con đường thì phải bật đèn rồi các bạn. Đấy các bạn nhìn xem, phía tây nam trước mặt, về phía bên tay phải màn hình các bạn ấy, vẫn màu xanh nhạt trên bầu trời về phía tây. Có lẽ cái khoảnh khắc này là khoảnh khắc đẹp nhất. Còn lúc nữa thì nó tối hẳn thì con đường lại khác, hoặc là sáng quá thì con đường trông cũng không được đẹp như này. Và qua một thời gian rất nhiều ngày quan sát, tôi chụp được cái quay được cái hình ảnh này vào cái thời điểm này là đẹp nhất. Con đường cũng như hình ảnh phường Quang Hanh của tôi đã gắn bó ở đây từ năm 1970 đến nay, mấy chục năm trời. Và
hình như lần này là lần tôi thấy được cái hình ảnh đẹp nhất và có cơ hội để quay được cái ánh trăng như thế này. Quay được những hình ảnh như thế này đối với tôi thực sự là một điều rất thú vị. Đấy, các bạn nhìn xem cái không khí đi lại trên con đường rất là tấp nập, nhộn nhịp và khẩn trương. Con đường rất rộng, hai bên đường một chiều, mỗi đường một chiều là có hai làn đường, một làn cho xe thô sơ và hai làn kia cho xe cơ giới. Thưa quý vị và các bạn, tôi chia sẻ với quý vị và các bạn cái hình ảnh thời khắc mà tôi cho là đẹp nhất tại khu vực phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay, xin hãy đăng ký, like, chia sẻ cho nhiều người cùng biết và nhận xét cho kênh của tôi ngày một tốt hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video tiếp theo. Xin chào các bạn.